ớt mặt bể đây này. Một cái bào ba nhá, để bỏ vào đây, có kiến nó bỏ. Cuối đây nè. Ơi anh đâu vào đây không? Anh đâu ơi. Ăn cho ngon, cứ gì nữa. Cơm ngon rồi, còn ăn cho no đi. Ngon mà. Đây là món sứa đặc sản Giao Thủy Nam Định, biển Giao Thủy Nam Định. Đây là sứa tươi luôn, đã được ướp rồi, rất là giòn. Và mắm tôm. Chị ơi, ít đường chị ơi. Đặc sản luôn. Cắt, cắt chị ơi. Cắt thì cho chị đi la. Cái này phải đánh lên xuống. Tôi được nữa kìa. Để mấy hoa đấy cho. Nhớ chị mừng con. Mấy đường nữa. Mấy đường với mẹ ơi, gắt lắm. Đường nhiều vào. Mì. Không ăn đường. Mẹ ăn cho bọn ăn. Mẹ ăn á. Để giấy cho bên. Cho mình nửa chữ ấy rồi. Mẹ ơi cho con ăn được. Ăn thử. Sao ngon.